Trời nắng quá các bác ạ. Ngày hôm nay là bên em sau buổi sáng là không làm được gì, giờ là máy cẩu đã sửa xong và bắt đầu hạ hàng xuống để bắt đầu quá trình cẩu lắp thi công hệ kết cấu duy bim thép bọc bê tông cốt thép. Em mời các bác theo dõi, đây là cái dầm này. Cốt thép này nó được hàn với nhau tạo thành hệ dàn không gian đúng chỗ bê tông, và thi công sẽ không phải dùng cốt pha trong quá trình thi công. Đây là phòng khám tại Đại Nghĩa với cái khoảng nhịp nhà như này, các bác xem là rất lớn này. Đây. Nó là vượt nhịp 10m các bác nhé. Đây phòng khám, công năng của nó và tải trọng của nó rất là lớn, vì nhiều người phân nhiều phòng. Cầu hệ cột đây. Đem tiến này. Các bác nhìn lên đều này. Toàn bộ dùng hệ giá thép hết, an toàn chắc chắn. Và đây là hệ các cái cột này.